cậu làm em chuẩn xác rồi đấy. Cậu cứ yên tâm, cậu biết tài nghệ bằng chứng của tớ rồi đấy. Anh là ai? Tao là ai à? Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết tao đến đây để tiêu diệt kẻ phản bội như mày. Nhân chứng của chúng ta có đúng là đang ở đây không? Đúng vậy, ông ta có thói quen là hay đi bơ một mình. Ừ. Thôi. Ơ, ở kia có người kìa. Chúng ta lại đấy xem sao. Như anh ta bị đuối nước rồi thì phải. Tim mình ta ngừng đập rồi. Vậy là chúng ta đến chậm một bước rồi. Với cái độ sâu của bể, anh ta không thể đuối nước được. Chắc chắn đây là một vụ giết người để bị đổ mối. Vậy là nhân chứng cuối cùng cũng đã bị giết hại rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Cherry, nhìn đằng sau kìa. Đứng lại.
Cậu có nhận ra hắn là ai không? Hình như hắn là người của bọn Alibaba. Đâu cũng nghĩ như vậy. Chị Đại đâu? Bên trong. Chị Đại. Việc tao giao cho mày giải quyết đến đâu rồi? Em đã giải quyết được tên nhân chứng đấy rồi ạ. Tốt lắm. Như vậy là chúng ta không còn điều gì phải lo lắng nữa. Nhưng mà cái gì? Lúc em rời khỏi bể bơi, vì như là bọn Eagle đã thấy em chị ạ. Mày có chắc chắn là bọn Eagle không? Em cũng không chắc chắn. Nhưng cũng may em cắt đuôi được bọn chúng chạy về đây chị ạ. Này, tất cả bọn chúng đi đi. Là bọn đi cơn. Giết nó đi. Dọa. Tấn công rồi. Là bọn đi cơn chị ạ. Chúng ta đang tìm đến đây rồi. Không ổn rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Vâng, chị đợi em chút. Đi rồi chị. Đứng lại. Yes, sir! Nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã tiêu diệt được con lạc Alibaba rồi.